Nước trong quá thì không có cá, cẩn thận quá thì không có tiền, cơ hội tốt thì không rõ ràng, rõ ràng quá thì không đến lượt bạn. Đừng quá hối hận về điều mình đã làm, bởi vì trong khoảnh khắc đó, đây chính là điều duy nhất mà bạn thực sự mong muốn. Thế giới sẽ không vì sự mệt mỏi của bạn mà dừng lại bước chân của nó. Ngày hôm nay, bạn không tận lực để đi, thì ngày mai bạn sẽ phải dùng hết sức mình để chạy. Một mối quan hệ thiếu lòng tin cũng giống như một chiếc xe cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu bạn thích, nhưng nó sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả. Chúng ta dùng bút chì khi còn nhỏ, nhưng lớn lên lại dùng bút mực. Bạn biết lý do không? Bởi những lỗi lầm thời bé có thể xóa, còn lớn lên thì không.